Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 82. Những đức đọc một công đoạn lời dạy của chư tổ sư để chúng ta học tập. Vì nhớ là mỗi một công đoạn này đều là những tinh hoa tinh túy mà chư tổ sư phát tâm đại từ đại bi giống như để lại cho chúng ta, để người tu Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta nương vào câu Phật hiệu gây dựng tín nguyện kiên cố, siêng niệm Phật. Phải nhớ câu là dù niệm Phật từ một niệm đến 10 niệm cũng được giảng sanh, nhưng phải phát tâm niệm cả đời. Nhớ kỹ, dù từ một niệm đến 10 niệm cũng giảng sanh, nhưng phải siêng năng niệm Phật. Vì sao? Vì khi mình siêng năng niệm Phật thì mỗi câu Phật hiệu mình niệm là nhắc mình quay về với cái tâm của Phật, quay về tự tánh Phật. Niệm Phật là để quay về tự tánh Phật. Nên chúng ta sống trong cái cõi trần này quá nhiều sự cám dỗ, quá nhiều sự dễ bực bội sân si, nên chúng ta cần phải niệm Phật để quay về tự tánh Phật. Nên từ một niệm đến 10 niệm cũng giáng sanh, nhưng phải cần niệm Phật cả đời. Tuy từ một niệm đến 10 niệm cũng giáng sanh, nhưng phải siêng năng niệm Phật. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, nhớ nghe. Vì nghe công đoạn tổ sư nhắc mình, niệm Phật chính là giới định huệ. Giải thích và phát huy hết ý nghĩa của ba tạng kinh điển chẳng qua chỉ có ba chữ giới định huệ mà thôi. Nhưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đầy đủ và viên mãn phúc đức và trí tuệ, nói hết tất cả lời tốt trong thiên hạ, chẳng bằng không nói một lời mà chỉ thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Làm hết tất cả việc tốt trong thiên hạ, chẳng bằng không làm gì, chỉ chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Học hết tất cả học vấn của thế gian, không bằng không biết một chữ, chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vị nghe rất rõ ràng không? Một câu Phật hiệu này có thể giúp chúng ta một đời này giải quyết vấn đề sanh tử. Còn bây giờ mình nói bao nhiêu việc tốt cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề sinh tử. Mình làm bao nhiêu việc tốt cũng chưa chắc giải quyết vấn đề sinh tử. Nhưng niệm một câu Phật hiệu này có thể giải quyết vấn đề khổ đau và sinh tử. Nhưng mỗi một người chúng ta khi đã gầy dựng được cái tâm niệm Phật và có duyên làm việc thiện việc tốt thì cố gắng mà làm. Nhưng nhớ, đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Những việc gì thiện tốt, ai có nói đại công đức, đại phước báo nhân duyên gì?
Nhưng nếu chúng ta đủ duyên, chúng ta hãy nghĩ đến cái việc lợi ích cho chúng sanh mà làm, chứ không phải suy nghĩ cái chuyện đại phước báo, đại nhân duyên gì hết. Chỉ cần nghĩ việc này lợi ích cho chúng sanh thì chân thật làm, chứ không có nghĩ đến cái chuyện mình làm việc này là được đại phước báo, đại nhân duyên gì hết. Vì nhớ câu này cũng rất quan trọng nha quý vị. Nếu như chúng ta niệm Phật mà quý vị hiểu được nguyên lý này thì tất cả những việc thiện quý vị làm đều là công đức hết. Vì việc này làm là nghĩ vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mà khi quý vị đã nghĩ việc này là lợi ích cho tất cả chúng sanh và nghĩ tương lai mình về thế giới cực lạc thì không việc gì không nhận được. Bây giờ mất mạng này mình cũng nhận được. Tại vì sao? Vì mình nghĩ vừa bỏ mạng này là mình được Phật Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc, có cái thân kim cang bất hoại. Nghĩ đến điều này, quý vị sẽ chấp nhận chịu khó chịu khổ, chịu mọi mặt trong cuộc đời này khảo đảo thử thách chúng ta. Quý vị nghe những công đoạn lời tổ sư, những tinh hoa tinh túy mà các ngài nhắc nhở mình đi, quý vị nghe đó. Nên nếu như một người mà gầy dựng được tính nguyện chân thật niệm một câu Phật hiệu này, nhất là những người trong chùa mình, cái cơ hội mình được niệm Phật rất là nhiều. Cái cơ hội quý vị để gầy dựng một đời này giải thoát rất là cao. Tại vì chùa mình chuyên niệm một câu Phật hiệu, quý vị đi tìm đâu ra một nơi mà tín nguyện kiên cố một câu Phật hiệu chân thật niệm, mà mình lại tu tịnh độ, mình gặp một nhân viên thù thắng này, mỗi ngày có người lo cho cơm ăn áo bặm cuộc sống. Chỉ cần chân thật niệm Phật, đó là báo ơn Phật, báo ơn Thầy, báo ơn chúng sanh. Câu Phật hiệu này chỉ cần chân thật niệm, siêng năng niệm, người này còn giận hờn cũng cứ niệm Phật đi, người này còn sân hận cũng cứ niệm Phật đi, người này còn tham lam cũng cứ chân thật niệm Phật đi, người này còn nhiều việc dính ở thế gian cứ chân thật niệm Phật đi. Quý vị cứ chân thật niệm Phật, niệm từ từ rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả cực kỳ lớn. Đó là tự nhiên chuyển hóa được những tính xấu của chúng ta 100% luôn. Quý vị chỉ cần chân thật niệm câu Phật hiệu này, từ từ chuyển hóa những tính xấu của mình. Khi quý vị giận ai, quý vị sẽ cứ giận, rồi quý vị niệm Phật, quý vị tự nhiên sẽ suy nghĩ ra rằng: ủa, giận người ta mình có vui gì đâu ta. Tự nhiên quý vị không muốn giận nữa. Quý vị khi hận thù ai, quý vị cứ hận thù, rồi quý vị cứ niệm Phật đi. Rồi tự nhiên quý vị lại có cái nghĩ rằng: ủa, mình hận thù người ta, mình thấy mình nóng, giận, bực bội, khó chịu, không được lợi ích gì cho mình, thôi nghĩ hận thù. Đó. Nên mình muốn hại người nào đó, tự nhiên bản thân của mình niệm Phật đi, cứ niệm Phật. Rồi tự nhiên mình nghĩ: ủa, tự nhiên sao mình đi hại người ta chi vậy ta. Cuộc đời của người sanh không mang đến, chết không muốn đi, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì cầm theo được đâu mà tối ngày đi hại người khác. Tự nhiên mình nghĩ ra rồi, tự nhiên thông tâm, không muốn hại ai nữa. Nên câu Phật hiệu này rất là hay quý vị à. Trong câu Phật hiệu có cái bổ nguyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của chư Phật Bồ Tát. Chỉ cần chân thật một câu Phật hiệu này mà siêng niệm thì lợi ích bất khả tư nghị. Người mà có lòng tin thì sẽ nắm chắc câu Phật hiệu này mà niệm, không bao giờ buông, nắm chắc luôn, không bao giờ buông. Còn người mà chưa đủ lòng tin thì quý vị còn đi tìm kiếm. Nếu như thật sự có lòng tin thì nhất định câu Phật hiệu này quý vị sẽ chân thật niệm. Như bản thân những đức là nói, cả đời mình không bao giờ nói đến cái chuyện nói phương tiện gì hết. Câu Phật hiệu này là đại phương tiện, một câu Phật hiệu này là đại phương tiện, cứ như vậy mà niệm Phật, cứ luôn luôn nắm chắc một câu Phật hiệu. Mà những đức là thường niệm bốn chữ, những đức quen nhất là niệm bốn chữ, đi đứng nằm ngồi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và khi đeo cái máy niệm Phật cũng cứ bắt cái điệu bốn chữ. Trong kinh thì biết, ví dụ như cái máy này đi, nó có mấy cái đoạn mà khai thị ngắn rất là hay ấy vị. Cái máy nhỏ này nhớ, có những lúc mình nghe đặc biệt lắm, có ba đoạn.
Như những đức là đi đứng nằm ngồi là cứ bật cái điệu hồi niệm vô cực. A Di Đà Phật. 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 A Di. Dù là chạy xe gì nhưng mà cứ để cái điệu bốn chữ. Những đức niệm câu rồi tới, những đức niệm lại câu, cứ như vậy mà niệm. Quý vị cũng học như vậy đó. Đi đâu cũng đem máy niệm Phật. Cái máy niệm Phật này quan trọng như lắm nhớ. Và khi mình có chuyện gì mình buồn, mình không vui, mình đang lo cái gì, quý vị càng suy nghĩ đến càng mệt, càng suy nghĩ đến càng lo. Quý vị cứ niệm Phật và lễ Phật một chút đi. Vì lễ Phật chừng vài chục lại thôi là quý vị sẽ cảm giác quân bình cái tâm liền. Người niệm Phật chúng ta nên áp dụng câu Phật hiệu trong cái cuộc sống của mình. Nếu như người niệm Phật chúng ta mà còn buông câu Phật hiệu thì ai cứu mình đây quý vị? Mình niệm Phật, mình tin Phật thì Phật cứu mình. Nó rõ ra là tự chân tâm bản tính của mình hiển lộ cứu mình, giúp cho mình được an tâm. Quý vị khi nghĩ đến điều này là cuộc đời quý vị sẽ bình thản lắm. Cuộc đời con người sớm muộn rồi cũng phải chết. Cuộc đời con người sớm muộn rồi cũng phải chết. Khi chúng ta buồn ai, chúng ta trách ai, khi nghĩ đến điều này tự nhiên chúng ta sẽ buông ra nhanh nhất. Con người thế nào cũng có buồn và trách, thế nào cũng có hận thù. Nhưng nghĩ đến cái việc con người sớm muộn gì cũng phải chết, khi vừa nghĩ đến điều này thì tự nhiên buông xuống. Sống làm sao để được an lạc, vui vẻ, để khi thọ mạng đến với mình, mình nở nụ cười mình ra đi. Vì cuộc đời mình đi đến cõi này mình cũng sống rất ý nghĩa, sống rất chân thật. Thì biết rằng là người học Phật của chúng ta khác cái người không học Phật ngay chỗ này. Mình đã học Phật, quý vị coi Đức Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Đức Phật là thầy của tam giới. Đức hạnh của Đức Phật, danh tiếng của Đức Phật lớn cỡ nào mà chính Đức Phật nhiều người còn không thích, nhiều người còn chửi Phật. Quý vị coi trong lịch sử, coi những câu chuyện hay coi những đoạn phim chiếu về lại cuộc đời Đức Phật, quý vị coi có cả Đức Phật là bậc thầy của chờ người, là bậc đạo đức lớn nhất hơn tất cả những người trong cái cõi đời này và cõi chờ. Như vậy mà trong khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn có người muốn hại và có người vẫn chửi mắng Đức Phật, hàm oan với Đức Phật. Khi nghĩ đến điều này thì tự nhiên mỗi người chúng ta suy nghĩ rằng mình như một hạt cát nhỏ nằm trong sa mạc mênh mông. Nghĩ đến điều này rồi có người mình tự nhiên buông ra hết tất cả những chuyện không vừa lòng, không vừa ý trong cuộc đời này và chỉ muốn niệm Phật. Nên công đoạn này nói rằng nói bao nhiêu việc tốt trong cái cõi đời cũng không bằng niệm một câu Phật hiệu. Làm bao nhiêu việc tốt trong cõi đời này cũng không bằng niệm một câu Phật hiệu. Từ nơi đó, tất cả những việc nói tốt, làm tốt là đủ duyên. Đủ duyên thì cứ chân thật nói tốt, làm tốt, lợi ích cho chúng sanh. Đến với cuộc đời này gieo duyên với họ. Nhưng quý vị biết rằng
Không có gieo nhân duyên này, nào thù thắng bằng cái nhân duyên mình thị hiện niệm Phật sanh cực lạc. Nếu như nói tốt, làm tốt rất lớn, nhưng cuối đời không thị hiện được cái chuyện giảng sanh cực lạc thì cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nên chúng ta nói được những lời tốt, rủ người niệm Phật, làm được những việc tốt, rủ người niệm Phật, thì cố gắng mà làm. Còn nếu không có nhân duyên đó thì ai làm được, cứ làm đi. Bản thân chúng ta cực kỳ bình thản, nhớ Phật niệm Phật, nghĩ đến việc những bậc vĩ nhân của cuộc đời này, hay là những bậc thánh nhân, họ đều là những người có đạo đức, niệm niệm làm lợi ích cho chúng sanh lớn lao vô cùng, mà họ còn bị người nói này nói nọ nói kia không vừa lòng, không vừa ý họ, không chi mình là ai. Nếu như chúng ta học Phật, tin vào định luật nhân quả, thì chúng ta hoàn toàn thông được cái tâm. Nên có những lúc chúng ta lại nói ra những câu mà mình cũng mê hoặc điên đảo, là mình bị oan ức, mình bị đàn áp oan ức. Câu này người thế gian có thể nói được, ta là người tu hành, khỏi cần phải nói làm gì, nếu như suy nghĩ thật sâu sắc. Nên phàm phu chúng ta có những lúc thì rất sáng suốt và tỉnh táo, nhưng có những lúc thì rất là mê hoặc điên đảo. Nên chúng ta cần phải niệm Phật, cần phải nhớ Phật niệm Phật, nhớ kỹ. Nên mỗi một cụ ở trong chùa mình, các cụ cứ bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Bây giờ mình lo gia đình, lo cho con cháu xong hết trơn rồi, đến những cái tuổi già này, các cụ mà còn không chịu gầy dựng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, để cuối đời của các cụ được những người tu xung quanh niệm Phật giúp đỡ cho các cụ, nhà chùa giúp đỡ cho các cụ, mà các cụ theo con cháu mình về, khi nó đến kêu mình về trị bệnh, về cái này cái kia, mà các cụ về là các cụ tiêu. Tiêu. Có một bà cụ, lúc trước bà ở trong chùa ở bên Hộ Pháp, thì đứa con dâu cũng thường tới tới lui lui. Có lần thì bà không vui cái gì đó, bà đi về. Mới đây nè, bà vô sơ xác hết. Bà đến bà gặp những đứa, bà nói: thầy thầy, đứa con dâu của con nó đuổi con đi rồi thầy ơi. Bây giờ con lên đây xin thầy giúp giùm cho con được ở trong chùa. Những đứa nói: à, bà cụ ở đi. Mấy bà cụ lớn tuổi mà quý vị, lúc thì gì lúc thì khác. Nhưng những đứa khuyên các cụ, mình phải có sự kiên định và nhận thức cực kỳ sâu sắc. Cuộc sống bây giờ bên ngoài, mình còn làm được, mình cũng không ngồi yên được. Dù mình làm cha mẹ người ta, cũng phải làm cái gì đó. Mà con cái làm ra tiền thì nó còn vui vẻ. Khi nó làm không ra tiền, khi mặt lớn mặt nhỏ, mình sống cũng khó khăn. Mình được tuổi già ở trong ngôi nhà Tam Bảo, được quý thầy lo lắng thương yêu giúp đỡ, cuối đời thì được niệm Phật đưa tiễn đi, làm đám đưa lên đài hỏa táng, nhiều người ước ao còn chưa được. Làm đoạn phim kết duyên với chúng sanh, nhiều người đều tán thán: bà cụ này có phước báo mới được mắc trong chùa như vậy. Đây là một đại sự nhân duyên thù thắng, mà nếu như không nhận thức
thì cũng để lỡ quá uổng. Nên khi con cháu đến kêu về nói thôi, ông bà cha mẹ lớn tuổi được ở chú chùa nghe lời kinh tiếng kệ, đó là điều bình an thanh thản nhất. Con cháu có thương ông bà cha mẹ thì để ông bà cha mẹ sống những ngày tháng bình yên như vậy, dù ai có nói gì mặc kệ người ta. Ở đây ông bà cha mẹ thấy rõ ràng nhà chùa nhiệt tình lo lắng cho ông bà cha mẹ. Con người ta thường không nhìn sâu sắc được, chỉ nhìn chớp nháy qua mà thôi. Con người cũng do dễ dội dàng nên đưa mình vào cái khổ của cuộc đời. Nếu như con người mà sâu sắc thì tức khắc quý vị sống cũng không có gì khổ. Nên mấy thầy, mấy chú, mấy cô trong chùa Nhân Đức thường ngồi nói chuyện, Nhân Đức nói mấy vị thấy Nhân Đức cái gì Nhân Đức không biết, Nhân Đức sẽ hỏi người ta và Nhân Đức học. Cả nấu ăn, thấy người ta nấu được ngon nhờ người ta chỉ giùm. Mình biết nấu rồi tự mình nấu. Con người đâu có ai mà cái gì mình cũng giỏi hết đâu. Cái gì mình không biết mình hỏi người ta, người ta mới cười. Mà mình không biết mà mình làm tầm bậy người ta mới cười. Cái gì người ta chỉ dạy mình, người ta nói mình, mà mình biết cải tiến lại người ta càng khen mình. Chứ không ai cười chế mình. Con người chứ không phải Phật Bồ Tát, ai mà không có cái sai. Mình có sai mà mình biết sửa thì điều này quý. Vậy thôi. Còn cái gì mình không hiểu thì mình hỏi, mình học, mình nhờ người ta chỉ giùm, người ta cũng sẵn lòng người ta chỉ chứ. Mình không biết làm mà mình làm không đặc biệt, nó hư, cái đó là mình dở. Nên người niệm Phật, phát tâm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, lễ Phật, nghĩ mình tương lai được Phật Di Đà rước về Cực Lạc, nên mình siêng niệm Phật. Đây là những điều chia sẻ lắng động tâm rất quan trọng. Mong mọi người hữu duyên được nghe. Sống trong cuộc đời đừng nên dỗ dàng. Khi có được những tình cảm con người chân thật đến với nhau như vậy, khi mình được những sự nhắc nhở một chút, mình đừng dỗ dàng buồn. Bản thân những đức, nếu nói ra Phật tử nhìn thấy cực lực nhiệt tình hết mình đối với Tam Bảo, làm bao nhiêu việc. Mà những đức còn gặp những việc quý vị đã thấy rồi đó. Người ta nói gầy chửi mắng đủ chuyện. Nếu như những đức buồn giận trách lại người ta thì mình không phù hợp với cái việc. Bản thân mình khuyên Phật tử nên từ nơi đó im điềm là điều tốt nhất. Lo niệm Phật, lễ Phật, mình cứ lo nhà mình cố gắng niệm Phật, bản thân mình cố gắng niệm Phật. Nên chúng trong chùa nghe những đoạn này, khi quý vị được gầy, được sắp xếp, khi quý vị la gầy, chuyện này nhỏ quá, quý vị đừng nên nói câu oan ức gì. Không có oan ức gì hết. Chúng ta cứ niệm Phật đi, không có oan ức gì hết. Như vậy thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Gầy dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, an với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.